Sửa đĩa trước cho Novo 4 bị kêu nha anh em. Thay đĩa mới, bố mới, phục hồi lại heo luôn nè ha. Đây. Đĩa cũ bị mòn nó bị kêu nè. Đây, qua tiệm xe Khánh thay đĩa mới, bố mới luôn nha. Heo mới ha. À, heo phục hồi lại. Anh em nào chạy xe đĩa bị kêu thắng không ăn, cạc đĩa, bó đĩa cứ qua tiệm xe Khánh ha. Tới địa chỉ 462 xẹt 15. Đường 3 tháng 2, phường 2 quận 10 nha anh em. Anh có bán phục tùng, có lắp ráp cho anh em thôi. Nhận lên đĩa, sửa đĩa cho anh em. Novo 4 nha nè. Anh em ở xa không tới tiệm thì liên hệ Khánh để mua hàng ha. Số điện thoại Khánh 038 9910 535. Novo 4. Bao êm cho anh em ha. Anh em tới địa chỉ 462 xẹt 15. Đường 3 tháng 2, phường 2 quận 10 nha nè. Còn ở xa thì liên hệ Khánh để Khánh ship hàng cho anh em ha. Đây, chào tất cả anh em.